Và bây giờ thì Phi Bông Hoa xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm rất là quen thuộc mà cũng là rất lâu rồi, cũng chưa có ai hát ngoài chị Như Quỳnh. Thì hôm nay Phi Bông sẽ hát lại cho các anh các chị nghe, đó là bài hát Xin Đừng Trách Đa Đa của nhạc sĩ Võ Văn Điền. Xin mời quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.